Black Hit đã được Natalie mua độc quyền, Thủy Tiên bị mắng chơi chẽn. Mới đây, Thủy Tiên đã có một đêm nhạc riêng tại phòng trà. Kể từ sau lùm xùm từ thiện, nữ ca sĩ hiếm hoi tham gia những buổi biểu diễn như vậy. Phần lớn giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc đi hát tại các sự kiện. Diện trang phục bắt mắt, nhan sắc ngày càng sắc sảo, Thủy Tiên nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ với những ca khúc hit quen thuộc. Hát cùng ban nhạc, nữ ca sĩ còn được khen ngợi hát lại ổn, có cảm xúc. Thủy Tiên cũng không quên thể hiện ca khúc đã đưa tên tuổi của cô đến với khán giả, Giấc Mơ Tuyết Trắng. Sẽ không có gì để nói nếu ca khúc không được Natalie mua độc quyền từ năm ngoái. Thế nên sự việc Thủy Tiên vẫn được hát ca khúc này ở hiện tại khiến nhiều người bất ngờ. Natalie cũng lập tức đăng đàn và ghi vỏn vẹn hai chữ chơi chẽn. Dưới bài đăng của Natalie, nhiều ý kiến đề nghị nam ca sĩ nên kiện, số khác lại khuyên nên cho qua. Đến trưa ngày 5 tháng 9, Thủy Tiên lên tiếng việc hát bài Giấc Mơ Tuyết Trắng Natalie đã mua đứt. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong showbiz nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.